chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp một trệt hai lầu tọa lạc tại trục đường chính Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp, gần với ngã ba đường Phạm Văn Chiêu và đường Cây Trâm nha. Một căn nhà với diện tích ngang 3m9 sâu vào 13m, thiết kế một trệt hai lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chúng ta có khu vực phòng thờ, sân thượng phía trước giặt phơi đồ, với giá bán chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi. Nhà mình hướng chính sẽ là hướng đông nam, phù với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Nhà rất đẹp, rất sang, xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng nhá. Sẽ có một lớp cổng sắt phía bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm sinfa. Đường trước nhà là con đường rộng 4m, xe hơi đến cửa nhà. Cách trục đường hẻm thông hẻm tầm 8m, phía bên ngoài khoảng tầm 30m thôi. Và cách trục đường chính Phạm Văn Chiêu khoảng tầm 100m nha chị. Căn nhà mình với diện tích ngang 3m9 sâu vào 13m và với giá bán chỉ có 5 tỷ hơn thôi. Căn nhà hướng đông nam, đông tứ trạch. Xây dựng gần hết đất, trừ lại có khoảng tầm 80 phần sân phía bên ngoài. Bên trong có cửa nhôm sinfa 4 cánh. Phía trong đây sẽ là không gian phòng khách, sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa, tường được ốp nhựa PVC. Trên chúng ta sẽ có đèn LED thạch cao và quạt trần. Ngang 3m9 sâu vào 13m, giá bán của em nó chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi nha. Và quý anh chị cô bác nào quan tâm đến căn nhà đẹp trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, cũng như là chúng ta có phòng thờ sân thượng trước này, chúng ta hãy gọi ngay và luôn về tới nhà Đất Bắc Hưng nha. Xem video hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh. Có nhận xét gì về căn nhà này chúng ta cứ thoải mái bình luận xuống dưới video nha. Căn nhà xây rất là đẹp, ốp sàn gạch 80 toàn bộ ở đây. Có bồn rửa mặt, gương LED và cầu thang đúc rộng tầm 90, ốp đá trắng chạy đèn LED nha. Dưới gầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh. Trong đây sẽ là không gian phòng bếp. Phòng bếp được tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế, có tủ bếp của An Cường và tủ lạnh sáp 2 cánh. Trên thì quạt trần đèn LED thạch cao và tường ốp gạch cao lên đụng chân, có quạt trần. Căn nhà rất là đẹp, rất là sang. Phía trong này có giếng trời. Giá bán của em nó chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Hướng đông nam, đông tứ trạch. Quý anh chị cô bác nào quan tâm đến căn nhà này hãy alo ngay và luôn về tới nhà Đất Bắc Hưng. Xem video hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nha. Đấy, căn nhà xây mới cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng, đẳng cấp xịn sò, một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Ngang 3m9 sâu vào 13m, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách để đuối rồi. Chúng ta mua vay ngân hàng thoải mái nha. Nhà rất là sang luôn nha quý vị. Đường trước nhà rộng 4m, xe hơi con cóc có thể đến chạy đến cửa nhà. Và cách trục đường hẻm xe tải thông, hẻm to khoảng tầm 30m thôi. Di chuyển lên trên lầu 1 chúng ta sẽ được bố trí 2 phòng ngủ và toilet chung. Phòng rất rộng, rất thoáng luôn. Trên đây thì được ốp sàn gạch 60, tặng lại giường đệm, tủ quần áo, kệ tivi. Trên trần thì có đèn chùm thạch cao, đèn LED. Phòng phía trước này rất là rộng nha anh chị. Bàn trang điểm, kệ tivi, tường thì được dán giấy dán tường. Phía ngoài thì có xem cửa nhôm sinfa và ban công đúc ra 1m2 nha. Căn nhà xây quá đẹp, quá sang luôn. Với giá bán chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Hướng đông nam nha. Anh chị cô bác nào quan tâm đến căn nhà này, chúng ta chỉ gọi ngay và luôn về tới Bắc Hưng. Xem video hãy nhớ thả like, thả tim và bấm nút follow kênh TikTok nha. Phòng đằng sau này chúng ta có cửa sổ giếng trời, có giường, tủ, bàn trang điểm, kệ tivi và thiếu một máy lạnh thôi, quạt trần. Căn nhà xây khá đẹp nha anh chị. Đây. Xây rất đẹp, rất sang luôn, thiếu một máy lạnh thôi. Giá bán chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng. Toàn lát số 2 trên này. Vòi inox trắng, bồn cầu khối là vào bồn rửa mặt. Đây. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3. Toàn lát số 3 và khoảng phòng thờ sân thượng phía trước. Trên đây thì phòng số 3 này giống như hệt với phòng số 2 thôi. Đây. Tủ quần áo, kệ tivi, bàn trang điểm, giường, nệm. Trên thì đầy đủ hết rồi.
Mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Một căn nhà 5 tỷ hơn, rất đẹp, rất sang. Bên này là nhà vệ sinh số 3, ống gạch cao đụng tràn luôn. Và phòng thờ đằng trước, khoảng sân thượng trước cho anh chị trồng cây. Trên thì làm mái và làm khung sắt rồi. Chúng ta giặt phơi đồ đây thoải mái nhá. 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Một trệt và hai lầu, 3 phòng ngủ. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.